cập bến, đại gia V-League, huấn luyện viên Mano Polkin lĩnh lương cao bậc nhất V-League. Từng có thông tin huấn luyện viên Polkin sẽ nhận mức lương 20.000 đô la Mỹ một tháng ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng nguồn tin mới nhất cho rằng, ông Polkin thực tế nhận mức lương cao hơn nhiều. Huấn luyện viên Alexandre Polkin, người từng thống trị bóng đá Đông Nam Á, cùng tuyển Thái vô địch hai mùa AFF Cup gần nhất, đã được câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố là huấn luyện viên mới của mình vào tối ngày 23 tháng 5. Ông Polkin, người Brazil, đã ký một hợp đồng 2 năm với đội bóng đương kim vô địch V-League. Mức lương của ông tại câu lạc bộ Công an Hà Nội được tiết lộ là 30.000 USD mỗi tháng, một con số được xem là phù hợp, thuộc top đầu V-League. Điều này cũng nằm trong khả năng chấp nhận của ông Polkin, xét theo bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp từ năm 2021 đến 2023, ông từng nhận được mức lương 60.000 đô la Mỹ một tháng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT. Trước đó, trong năm ông dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, mức lương ước tính là 20.000 đô la Mỹ một tháng. Polkin được kỳ vọng sẽ giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, sau khi đã bị loại sớm tại cúp quốc gia và không còn nhiều cơ hội bảo vệ chức vô địch V-League. Mục tiêu ngắn hạn của ông là tìm lại mạch chiến thắng cho đội bóng này, bắt đầu từ trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League ngày 30 tháng 5. Huấn luyện viên Alexandre Polkin đã chia tay đội tuyển Thái Lan vào cuối năm 2023, sau một khoảng thời gian thành công nhưng cuối cùng không giữ được vị thế vững chắc trên đấu trường châu lục, điển hình là thất bại trước đội tuyển Trung Quốc khiến ông bị FAT sa thải. Ông Polkin cũng dẫn dắt U23 Thái Lan từ năm 2012. Ông đã có được danh tiếng nhờ hai lần giành ngôi Á quân Thai League và hai lần vô địch AFF Cup, cùng với việc giành huy chương bạc SEA Games. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thực tế cũng đã thể hiện sự quan tâm đến huấn luyện viên Polkin trước đó khi ông Trần Tiến Đại giữ vai trò tạm quyền. Thời điểm ấy, ông Polkin vẫn còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nên không thể trở lại V-League. Bây giờ, sự ra mắt của ông Polkin tại câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ mở ra một chương mới cho cựu vương V-League. Song chặng đường phía trước khả năng cũng sẽ sóng gió với ông Polkin khi một thực tế là thời gian qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội thay tướng rất nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.